Ngày 25 tháng 5, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh ONS công bố số liệu cho thấy số người nhập cư ròng tại Anh đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2022 là 606.000 người. Số người nhập cư ròng là tổng số người nhập cư trừ đi số người đã rời khỏi một quốc gia. Theo ONS, trong năm 2022, khoảng 1,2 triệu người đã nhập cư tại Anh, trong khi số người rời đi ở mức 557.000 người. Số người nhập cư ròng 606.000 người đánh dấu mức tăng 24% so với kỷ lục vào năm trước, đó là 488.000 người. ONS cho biết, mức tăng này đa phần là do người từ ngoài Liên minh châu Âu EU đến Anh để học tập, làm việc hoặc thoát khỏi xung đột. Trong đó, số người nhập cư từ Ukraine theo chế độ thị thực đặc biệt là 114.000 người. Phát biểu sau khi số liệu được công bố, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tái khẳng định sẽ có những biện pháp giảm số lượng người nhập cư ròng. Tuy nhiên, ông không nêu mục tiêu cụ thể. Hồi đầu tuần này, chính phủ Anh thông báo sẽ loại bỏ quyền của một số sinh viên nước ngoài đưa theo người nhà vào nước này nhằm giảm số lượng người nhập cư ròng. Vấn đề người nhập cư đã trở thành tâm điểm tranh luận tại Anh từ tiến trình Brexit vào năm 2016. Ông Sunak từng tuyên bố sẽ giữ cam kết của người tiền nhiệm Boris Johnson vào năm 2019 về việc đưa số người nhập cư ròng về mức dưới 245.000.